phim nha anh em, chưa làm ghép trước khi làm cho anh em coi nha. Nó đang bị yếu như lầy lòi như rung rung chạy không có móc à, là viên nó lên tới đây là nó đứng rồi không có hết được cái nồi nha. Để mình làm xong rồi mình test cho anh em xem khác biệt. Đông khán giả lắm. Đấy, cái vi sành sau khi làm nồi xong rồi anh em. Bố chuông rồi xo canh ra ngoài. Rồi nó nhẹ bút thôi. Gió đầu trời nó giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó mạnh hơn. Anh em bắt nhau, mình thấy cho anh em xem thì thiết bị nha. Đây là bằng nổi SH, Simba, Orion, Nick Vader, cái con đi sẵn là full nồi full xe. Cùng mình em khách còn hai chiếc nữa đi móc bô rồi. Nhà hết chỗ để rồi, phải đem vào đây luôn. Quá đồng, quá sao là đồng.